vắng bóng duyên tuấn kiệt puka một mình đi thử váy cưới ngày trọng đại không còn xa mới đây puka chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc cùng bạn đến địa điểm thử đồ cưới có thể thấy cô diện chiếc đầm trắng với nhiều họa tiết hoa văn được thiết kế kiểu xuyên thấu và có chút cổ điển khéo khoe vai trần gợi cảm Cô chọn kiểu tóc suôn dài có cột nhẹ trẻ ngôi sang hai bên, kết hợp cùng lối trang điểm tự nhiên tôn lên được nét thanh tú trên gương mặt. Vào ngày 26 tháng 9, Puka và Duyên Tuấn Kiệt sánh bước không rời khi đi cúng dỗ tổ sân khấu ở nhiều địa điểm, không còn né tránh như trước, cặp đôi liên tục bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Cả hai cũng không ngần ngại ngồi chung ghế khiến các đồng nghiệp hứng chọn màn cầu lương. Khoảnh khắc ngọt ngào này của hai nghệ sĩ khiến netizen dần dần, dần thích thú. Trước đó, Duyên Tuấn Kiệt bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm với Puka trên trang cá nhân. Không những vậy, nam ca sĩ đã cầu hôn thành công bạn gái với sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết và sẽ tổ chức hôn lễ thời gian tới. Thời điểm đó, hàng loạt nghệ sĩ cũng như người hâm mộ không khỏi vui mừng khi cặp đôi mình đầy thuyền đã chính thức cập bến. Theo nguồn tin cho biết, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình vào khoảng tháng 11. Nhiều người dự đoán đám cưới của cặp đôi sẽ là hôn lễ hoành tráng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đông đảo. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cả hai đều cống hiến hết mình và tạo thiện cảm với đông đảo đồng nghiệp chắc hẳn đây sẽ lại là một trong những đám cưới thế kỷ của showbiz Việt. Trước thềm hôn lễ, Puka lên tiếng thông tin đang mang thai con đầu lòng. Hôn lễ diễn ra vào tháng 11 sắp tới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt đang được cư dân mạng mong chờ. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn đang có tin vui. Trong hậu trường chụp bộ ảnh của mình, Puka đã thẳng thắn lên tiếng về thông tin đang mang thai. Cô hài hước lên tiếng đính chính, tôi đâu có bầu đâu, cho nên tôi phải đi hai bước lộn mèo một cái để cho người ta tin là tôi không có bầu. Trong đoạn clip này, Hòa Minzy còn hài hước trêu đùa Duyên Tuấn Kiệt. Anh Duyên, ai bảo anh trả lời là bé gái để mọi người đồn? Trước đó, giọng ca Bắc Ninh bình luận sẽ giữ vài bộ quần áo của con trai để cho cặp đôi. Sau đó, ông xã của Puka đã trả lời Hòa Minzy. Ủa rồi con gái vẫn để đồ bé bo? Cảm ơn em. Khiến netizen xôn xao cặp đôi đã có con đầu lòng. Duyên Tuấn Kiệt từng phải lên tiếng đính chính, phủ nhận tin đồn Puka mang thai. Đồn bậy nha, còn chưa đám cưới mà mọi người. Puka và Duyên Tuấn Kiệt đã có 4 năm yêu nhau trước khi công bố tiền tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Theo Trường Giang tiết lộ, địa điểm tổ chức ngày trọng đại của cặp đôi không phải tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở vùng biển. Chia sẻ về lý do cầu hôn Puka và dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Duyên Tuấn Kiệt cho biết, bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được cầu hôn, Puka xứng đáng có được điều như vậy, 4 năm quen nhau là cả một quá trình. Có thể đối với nhiều người nó không dài nhưng với Duyên nó cũng không ngắn, thế nên Duyên nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới của cuộc đời, cùng với nhau, cùng xây dựng hạnh phúc cho tương lai của cả hai. Puka Duyên Tuấn Kiệt sắp cưới sau 4 năm yêu bí mật Diễn viên Buka vừa được bạn trai kém 4 tuổi Jin Tuấn Kiệt cầu hôn dự kiến tổ chức đám cưới cuối năm 2023. Trao đổi với ngôi sao, đại diện truyền thông của Buka cho biết cặp nghệ sĩ đã yêu nhau 4 năm nhưng đến nay mới công khai mối quan hệ. Hiện tại, đội uy ngương đang lên kế hoạch tổ chức cưới, dự kiến diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cuối năm nay. Trên trang cá nhân tối ngày 6 tháng 9, Xin Tuấn Kiệt lần đầu công khai tình cảm với Buka nhân dịp nam diễn viên đón tuổi 29 món quà sinh nhật lớn nhất của tôi cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng cả hai này chính thức thông báo thuyền đã cập bến bốn năm qua buka và dinh tuấn kiệt dính tin đồn hẹn hò khi lộ nhiều hình ảnh tình tứ thân thiết khi tham gia một số game show họ cũng được các đồng nghiệp đẩy thuyền với nhau dù vậy buka từng lên tiếng phủ nhận cho biết cả hai chỉ là chị em và cô cảm thấy ngại khi bị ghép đôi với nam ca sĩ sau này buka nói cô từng công khai một mối quan hệ tình cảm nhưng bị một số người nói dùng chuyện yêu đương đánh bóng tên tuổi, từ đó cô quyết định giữ kính đệ tư. Bố ca tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1990, quê Cần Thơ. Cô là diễn viên của sân khấu Thế Giới Trẻ, từng đóng nhiều phim điện ảnh như Chạy Đi Rồi Tính, Yêu Đi Đừng Sợ, Mua Viết Tình Ca. Năm 2022, cô góp mặt trong phim Kẻ Độc Hành do Huỳnh Lập sản xuất. Diên Tuấn Kiệt sinh năm 1994, quê Thừa Thiên Huế, anh đi hát diễn xuất khi còn là sinh viên khoa âm nhạc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng tham gia chương trình Sim 2018, đóng nhiều phim nhiều Gia đình là số 1, 100 ngày bên em, biệt thự Benxi, suốt. Năm 2022, anh đoạt giải nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải Ngôi sao xanh với phim Suya Suya. Clip tiên tri hot về tổ ấm Puka Kim Tuấn Kiệt vào vai vợ chồng cực ngọt, thành viên thứ ba được trông đợi. Những ngày qua, tin tức Dinh Tuấn Kiệt Buka xác nhận sắp kết hôn khiến cộng đồng mạng được dịp trộn tràn. Sau nhiều lần ấp mở, hơn 4 năm qua, cuối cùng thuyền cặp đôi chị em nổi tiếng của showbiz Việt đã chính thức cập bến. Giữa lúc mạng xã hội còn tưng bừng về tinh hỷ, đoạn clip Buka Dinh Tuấn Kiệt vào vai vợ chồng trong dự án quảng cáo ban miền thu hút sự chú ý hơn của netizen. Trong dự án lần này, Buka trở thành vai người vợ đảm, vướng nỗi lo tốn công để vị sức được đậm đà. Trước lo lắng của bà xã, người chồng trẻ Rin Tuấn Kiệt đã giới thiệu ngay mì ba miền với rau thơm, gia vị Việt, gấp đôi lượng bò hầm làm giải phức cứu cánh cho bữa sáng của gia đình. Hình ảnh Buka bận rộn làm việc bếp nút, hạnh phúc bên Gin Tuấn Kiệt gây thích thú. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhóc tỳ trong vai con của cặp đôi khiến người hâm mộ hy vọng đây sẽ sớm là hình ảnh trong tương lai của gia đình Gin Tuấn Kiệt và Buka. Dự án quảng cáo lần này được xem là TVC tiên tri về cái kết đẹp của Buka Kim Tuấn Kiệt khi được ghi hình cách đây vài tháng, trước cả khi cặp đôi xác nhận kết hôn vào tối ngày 6 tháng 9 đúng dịp sinh nhật đàn trai. Đặc biệt, nhạc nền của quảng cáo cũng là ca khúc Tía Má Em như một lời tiên tri khác về tương lai của cả hai. Buka hé lộ lý do ngầm hẹn hò với Duyên Tuấn Kiệt, lý do liên quan đến nửa kia. Hiện tại đa số người hâm mộ vô cùng nôn nóng chờ ngày được ngắm nhìn Puka diện váy cưới. Mới đây trên tài khoản cá nhân cô đã phân trần lý do giữ kín chuyện tình cảm với Duyên Tuấn Kiệt 4 năm qua. Lời cảm ơn chân thành gửi đến quý vị khán giả và các bạn đã yêu thương chúng em trong suốt thời gian qua. Xin lỗi đã để cả nhà chờ đợi lâu vì em phải tìm hiểu anh này hơi kỹ. Ở dưới phần bình luận, cô khéo léo dục bạn bè sắp xếp thời gian chuẩn bị trang phục tươm tất để tham gia đám cưới thời gian sắp tới. Với quyết định công khai chuyện tình cảm với Puka, Jin Tuấn Kiệt hào hứng cho biết, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai rẻ sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến Trước khi quyết định kết hôn, Puka và Diên Tuấn Kiệt đã tìm hiểu hẹn hò 4 năm, cặp đôi lựa chọn giấu kín mối quan hệ dù dân mạng liên tục bày tỏ sự hiếu kỳ và tò mò về những nghi vấn liên quan đến cả hai. Học trò Trường Giang lỡ lời làm lộ tin Puka mang thai. Trong chia sẻ của mình trên trang cá nhân, Phát La làm rộ tin nghi vấn Puka đang mang thai con của Diên Tuấn Kiệt. Sau 4 năm bên nhau nhưng không công khai, Puka và Diên Tuấn Kiệt đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Nhà trai còn cầu hôn nhà gái ngay trong ngày sinh nhật tuổi 30 Mới đây, tin đồn Buka đang mang thai con đầu lòng của Di Tuấn Kiệt lại trội lên. Cụ thể, Phát La đã đăng clip cho biết đã tập văn nghệ để biểu diễn trong đám cưới của Buka và Di Tuấn Kiệt. Ngoài lời chúc phúc, Phát La còn làm rộ nghi vấn cặp đôi này đã có tin vui. Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Buka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Di Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha. Nhiều người bán tính bán nghi vì lời chia sẻ này của Phát La, tuy nhiên mọi người vẫn phải chờ xác nhận của Buka và Di Tuấn Kiệt mới rõ ràng thông tin. Trước đó, Hòa Minh Di cũng mong được nhã vía sinh con, còn nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo cho Di Tuấn Kiệt và Buka để cả hai nhận may mắn sớm lên chức. Cầu hôn thành công Duyên Tuấn Kiệt và Puka khi nào tổ chức đám cưới. Tối mùng 6 tháng 9 nhân dịp sinh nhật 29 tuổi, Duyên Tuấn Kiệt khiến cõi mạng dần dần khi lần đầu công khai chuyện tình cảm với Puka. Nam ca sĩ đăng ảnh bế gọn bạn gái gọi Puka là món quà sinh nhật lớn nhất của mình. Trên ngón tay áp út Puka cũng đã xuất hiện trên nhẫn cầu hôn. Như vậy sau thời gian dài không nhắc đến chuyện tình cảm, Duyên Tuấn Kiệt và Puka chính thức công khai và còn chơi lớn khi thông báo chuẩn bị về chung một nhà. Ngay sau công khai chuyện cầu hôn, Jin Tuấn Kiệt Puka khiến người hâm mộ tò mò thời điểm tổ chức đám cưới. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì cặp đôi đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình cuối năm nay. Cụ thể vào tháng 11, có nhiều mối quan hệ thân thiết trong showbiz. Nhiều người dự đoán đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ là hôn lễ hoành tráng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đông đảo. Trong suốt khoảng thời gian qua, Puka và Jin Tuấn Kiệt trở thành một cặp đôi được khán giả đầy thuyền mạnh tay. Cả hai liên tục để lộ hin hẹn hò cực chất lượng như diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm du lịch. Nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Nhã Phương, Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm cũng tích cực mai mối. Dù vậy, cả hai vẫn thường làng tránh trước những nghi vấn tình cảm. Gần đây, sau đám cưới giả ở Hành Trình Rực Rỡ, công chúng được phen xôn xao về việc cả hai thật sự về chung một nhà. Không phí công hội ông mai bà mối online, làm việc hết năng suất, thuyền Jinpo đã cập bến thành công. Jin Tuấn Kiệt tặng quà sinh nhật Puka hàng chục triệu Mới đây trên Instagram cá nhân của mình, Puka khoe núi quà sinh nhật ở tuổi 33. Cô hạnh phúc viết. Quá nhiều bánh sinh nhật, cảm ơn một ngày tràn đầy yêu thương, cảm ơn hoa và quà của mọi người. Hiểu được sở thích của thần tượng nên người hâm mộ thi nhau gửi bánh hoa quà ngập tràn tông màu hồng ngọt ngào đến nữ diễn viên. Đáng chú ý, dân tình tò mò món quà mà Jin Tuấn Kiệt tặng Kuka, fan nhanh chóng chỉ điểm chính là chiếc túi hiệu Balenciaga màu đen, được biết item của thương hiệu này có giá vài chục triệu đồng.